Thưa quý vị, sáng ngày 30 tháng 12, Công ty Cổ phần Truyền thông Quảng cáo MCV phối hợp cùng kênh truyền hình Quốc phòng Việt Nam tổ chức ghi hình chương trình Vợ chồng son phiên bản quân đội tại nhà hát Đài Phát thanh và Truyền hình Tây Ninh. Tham gia ghi hình trong ngày có 8 cặp vợ chồng, có vợ hoặc chồng là quân nhân trong quân đội. Với phiên bản quân đội này, chương trình sẽ mang đến cho khán giả những câu chuyện tình yêu, hôn nhân ý nghĩa và không kém phần giải trí của các cặp đôi. Bên cạnh những câu chuyện tình đẹp, cũng có những cặp đôi phải trải qua nhiều thử thách và khoảng cách để đến với nhau. Nhân dịp ghi hình tại nhà hát Đài Phát thanh Truyền hình Tây Ninh, hai MC của chương trình Vợ chồng son nhắn gửi lời chúc đến TTV11 cũng như gửi lời chúc Tết đến mọi người. Với sự nỗ lực, với sự chung tay, với sự đóng góp của tất cả những anh em nhiệt huyết và sự sáng suốt trong sự lãnh đạo của ban giám đốc cũng như là ban lãnh đạo, thì Quốc Thượng tin rằng năm 2024 Đài Truyền hình Tây Ninh sẽ thực hiện những cái điều thật hay, những chương trình thật ý nghĩa, phát triển hơn trong năm 2024. Chúc mừng năm mới, chúc một năm thành công và thắng lợi. Vân rất là cảm thấy hạnh phúc bởi vì đây là lần thứ hai có duyên với Đài Truyền hình Tây Ninh. Lần trước thì Vân được đến đây để quay chung kết MC Nhí, còn lần này thì là được quay Vợ chồng son phiên bản quân đội tại đây. Và mình cảm thấy là mình rất là có duyên với mảnh đất này, nên là mình cũng xin được gửi lời chúc Tết đến tất cả mọi người, đặc biệt là những người đang theo dõi, những khán giả quen thuộc của Đài Truyền hình Tây Ninh. Một năm mới thật nhiều sức khỏe, thật nhiều may mắn và quan trọng nhất là vạn sự như ý.